Vô. Hả? Vô ăn chung cho vui. Vô ăn chung cho vui. Ừ thì vô ăn gì đúng không? Vô ăn chung cho vui. Chị cái hẻm 769 sạc máy á chị? Dạ sạc máy. Dạ anh đi thẳng vô đi, có cái cầu á, anh đứng cái cầu đi rồi em đi ra. Ồ ok, giờ anh sẽ tới cầu rồi anh điện em ha. Dạ okay, rồi. Okay. Dạ. Hello, chào mừng các anh em đã quay trở lại với GoGo TV. Mình đang lang thang ở quận 8 và được một em hot girl book. Nó có cái cầu. Định vị thì ở đầu hẻm các anh em, nhưng mà phải vô hẻm đó. Nhưng mà không sao. Bởi vì là được cho em á, bao xa cách, bao khó khăn anh cũng sẽ tới. À, thấy cầu kìa. Tại vì mình có đặt GoFood rồi, mình bấm hẻm mà nó không có ra hẻm. Ngộ vậy. Tới cái cầu, mà quên hỏi hẻm là có qua cầu hay không. Alo. Ủa em có phải qua cầu không? Anh tới chân cầu phía bên này rồi. Dạ, khỏi đi anh, để em đi ra. Ok. Dạ. Em là câu việc đúng không? Dạ. Áo vàng đội nón vàng, hợp lý quá ta. Còn anh áo đỏ là anh có nón đỏ. Ok, lên luôn. Anh lấy em cùng. Ốc Thảo quận 4 đúng không? Nghe mùi bốc là anh thấy thèm. Thèm chứ. Anh đó giờ anh ít ăn ốc lắm. Nhưng mà bữa bạn anh dẫn anh đi cái quán kia anh ăn, cái anh cảm thấy ốc sao mà nó ngon đến lạ đến lùng em à. Em chắc cũng thích ăn ốc chứ hả? Đúng rồi. Anh hỏi câu vô duyên. Người ta đi ăn quán ốc mà hỏi có thích ăn ốc hay không? Đúng không? Ra đó ăn với ai? Với bạn. Xong bảo bạn trai qua đón luôn mà phải bắt đu việc chi cho tốn tiền ha. Có bạn trai đó. Vậy là đi ăn với bạn gái hả? Đúng rồi. Có bạn trai là bạn trai qua đón rồi. Vậy thì anh cởi cái áo công việc ra, anh làm hóa thân hình bạn trai của em trong vòng 15 phút. Ok không? Trời chơi. Chơi chơi. Cái gì à, nhưng mà làm dài hạn có được không? Làm dài hạn đó. Ừ. Chưa biết nữa à. Ừ, mình làm thử 15 phút ok đúng trước rồi mình làm dài hạn đúng không? Đúng rồi. Ờ, nhưng mà anh không có mặc áo trong. Thôi. Bây giờ? Trời anh, nó không chờ cho anh làm. Nói giỡn á, chứ là tại vì là có mặc áo trong, nhưng mà trong cái lúc chạy cái app GoWeek thì phải bắt buộc phải mặc áo. Cái đó gọi là tác phong nghề nghiệp 5 sao em. Ủa, cởi ra được không? Cởi ra được, nhưng mà vì là khi anh được tập huấn á, là GoWeek bảo là khi các tài xế chạy xe thì phải mặc áo GoWeek để đạt chuẩn tài xế 5 sao. Bởi vì trong cái app của anh lúc nào anh cũng được 5 sao hết á. Thế ạ? Ừ, thiệt. Dạ mừng dừng lại cho em coi luôn quá. Không, em nghĩ anh không sao. Trời ơi luôn á. Bây giờ con đang hủy cuốn xe này liền được không ta? Hủy đi. Hủy đi. Bắt đầu biết liền. Bắt đầu rồi, đâu có hủy được đâu. Cái đường đó anh thấy quán ốc quá trời luôn á. Đường Vĩnh Khánh. Lâu lắm rồi anh mới đi lại qua khu bên này á. Nhưng mà sắp tới anh muốn đi cái khu này thường xuyên hơn á. Em có đi đâu á thì em alo của anh, tại sắp tới là anh chuẩn bị chuyển trọ về đây. Hả? Ờ, anh gọi là anh làm ở Âu Dương Lân nè. Ờ, anh mới chuyển qua chỗ làm ở Âu Dương Lân cho nên đang cũng tính cái kiếm trọ gần đây anh ở. Ờ. Đó thì đó, sau này nếu mà có đi đâu á thì alo anh. Dạ. Ở bên đây sớm giờ không có mưa hả? Không. Nãy sắp tiếng. Biết sao không? Anh tên là Nắng. Anh đi tới đâu là... Ủa, đừng quên, đừng quên. Anh tên là không mưa. Lỗi, cái câu đó, lỗi, bỏ qua đi em. Anh tên là không có mưa. Nhưng mà tới quán ốc thì mưa lâm râm, ăn ốc chắc ngon hơn nhiều em ha. Rồi. Hả? Ăn nó mới ngon, chứ mưa ăn sức. Ờ.
sắp tới rồi. Đúng rồi, qua cây cầu rồi tới Hoàng Diệu là tới rồi. Mà cái thời gian bên em có ngắn ghê luôn á. Muốn nhiều không? Sao? Hả? Sao? Muốn nhiều á? Muốn chứ, trời ơi. Thời gian bên em là có khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày đó em. Chưa? Sáng giờ anh chạy mấy cuốc rồi? Anh sáng giờ anh chạy 30 cuốc mà anh toàn là giao hàng với chở khách nam thôi. Cái này được chở một cô gái xinh đẹp như em là bởi vậy nó. Này cũng số rồi đó. Không biết số rồi. Giấc này hết bán rồi. Sổ mất tiêu rồi, sổ làm nhiều. À giấc này như có bán sổ số ngày mai rồi á. Ok ok, vậy lát anh sẽ ghé một số. Rồi trúng một cái. Trúng một cái là anh hốt em luôn nha. Ok nha, trúng đặc biệt đó ha. Chứ trúng 100.000 là hốt hơi mệt à. Không, nhưng mà bây giờ giả sử trúng 100-200.000 mời em đi ăn hay là đi uống gì đó ha. Đó là do em. Đúng rồi, gọi là mình có cái sự may mắn dành cho nhau. Đó, xong sau đó mình đi ăn đi uống xong cái bắt đầu mình lại mua vé số tiếp. Cái bắt đầu nó trúng lên 1 triệu, 2 triệu. Đó, cái bắt đầu là mình đi Vũng Tàu đi. Đó. Mỗi đứa thuê một phòng. Rồi bắt đầu về lại đi mua vé số tiếp, trúng lên 10-20 triệu. Đúng rồi, quá à. Cái bắt đầu về ra mắt ba mẹ anh, ra mắt ba mẹ của em. À, ra mắt xong cái lên mua vé số chúng đặc biệt cưới luôn. Ôi lý thuyết sao mà nghe nó mượt ghê luôn á. Hiểu à. Lý thuyết nghe không sai một chỗ nào luôn. Em có bây giờ trúng số chưa? Em trúng 100 à. Anh cũng từng trúng rồi. Trúng nhiều luôn á. Đặt trúng gió sắp tới gì à. Bạn em có thích chơi bún thun không? Bạn em biết luôn. Khánh Hội à, quên đường Khánh Hội chứ không phải đường Hoàng Diệu à. Đâu đúng rồi, Khánh Hội quẹo Hoàng Diệu. Không khí tự nhiên nó trở nên thơm hơn á em. Bây giờ anh chạy gió nó thổi cái hương thơm của em ra làm sao mà dừng lại cái nó phả về trước. Tí nữa em ăn khoảng mấy tiếng ta rồi anh quay lại anh đón em. Tại vì nếu mà anh vòng vòng khu này anh đón em nha. Tại vì khu Gâu Việt dạo này cũng ế lắm. Cho nên là ăn xong á gọi cái thương hỏi đúng không? Ok ok, đúng rồi đúng rồi. Gọi đi anh lại anh đón. Là lỡ lúc đó anh kiếm cuốc. Thì nói chung là em cứ alo cho anh đi. Nếu mà anh có cuốc á thì anh hủy luôn. Anh hủy ờ. Sợ chị không? Anh sẽ vì em. Không, bây giờ lát là anh tắt app luôn. Anh ngồi đó anh chờ em. Em ăn xong cái bắt đầu là anh đón em về. Bữa nay em đó. Ừ? Là bữa nay em đó. Đó, sáng giờ anh chạy cũng được khá khá rồi. Bây giờ anh chỉ đi tìm hạnh phúc của anh thôi. Ủa, phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Nó lên phố luôn rồi hả ta? Anh có chạy ngang nhưng mà anh thích ăn ở đây đó. Đâu? À, đúng rồi đó, nó đó. Anh hả? Chưa, lát anh đợi bơm hàng rồi anh ăn. Chứ để anh ăn chắc này lát nó lỡ mà bị bơm hàng là ăn không nổi. Ủa? Ăn gì chưa? Chưa. Ê, cái nón của em quên. Ăn gì chưa? Chưa, chưa. Vậy có gì lát alo anh lại anh đón nha. Cuốc này là 15k. Anh đâu? Em đó đứng nhìn em ngây ngô vậy luôn. Hello em. Wow, đúng là girl xinh, toàn chơi girl xinh thôi. Em mà bỏ khẩu trang ra chắc anh cũng ngất xỉu vì vẻ đẹp của em luôn quá. Ok, thank you. Ok ha, giờ anh chạy ra kia anh chờ. Anh tắt app luôn.
Anh chờ em không? Hả? Vô ăn tụi em có mấy người? Hai người hả? Em với bạn em hả? Thôi tự nhiên hai bạn nữ xinh đẹp kêu ông nội go việc vô ăn kỳ lắm. Vô hả? Vô ăn chung cho vui. Vô ăn chung cho vui. Ừ thì vô ăn gì đúng không? Vô ăn chung cho vui. Ủa cái đâu à? Gửi xe đâu ta? Anh là anh không có ngại vấn đề ăn đâu. Đây, vừa đưa nón đây. Ok ok. Lại được mời ăn à. Gửi xe đây ha anh. Hồi không đợi mình luôn ta, mời mình dẫn mình đi ăn mà không đợi mình luôn. Có bạn gái bán như vậy. Ồ em chở khách mà em bảo là em lát em quay lại em đón. Cái bạn ấy mời em vô ăn luôn. Không thấy ấy, chạy xe ôm có lý không anh? Có lý à. Có lý à. Mời em dẫn anh ra bến Vân Đồn đăng ký nè. Thôi cuộc đời xe ôm của mình lại được đi ăn à. Uống miếng nước cho nó đỡ thúi cái miệng. Rồi cảm ơn các anh em đã xem clip của này của mình nha. Vô ăn thì nếu mà có quay được gì á thì mình quay, còn không mấy thì mình chỉ ăn thôi. Và hẹn gặp lại các anh em ở clip tiếp theo nha. Bye bye.